Thưa quý vị, sáng sớm ngày 3 tháng 8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 21 máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. 21 máy bay này gồm 8 máy bay chiến đấu J-11, 10 máy bay phản lực đa chức năng J-16, 1 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm KJ-500 AEWNC, 1 máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-9EW và 1 máy bay thu thập thông tin tình báo Y-8 Elin. Nhóm máy bay Trung Quốc bay vào phía tây nam của ADIZ rồi quanh lại, theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan. Đài Loan đã phát hiện cảnh báo vô tuyến là và triển khai hệ thống phòng không, đồng thời điều các máy bay phản lực để đáp trả. Ngay từ tối ngày 2 tháng 8, quân đội Trung Quốc bắt đầu một loạt các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan. Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ Quân đội Trung Quốc, Đại tá Thi Nghị. Hai trong những nội dung tập trận này là bắn đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan và phóng thử tên lửa mang đầu đạn phi hạt nhân với mục tiêu được chỉ định đặt ở phía đông Đài Loan. Bên cạnh đó, trong 4 ngày, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8, quân đội Trung Quốc sẽ tập trận tại 6 khu vực xung quanh Đài Loan. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, động thái diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dẫn đầu phái đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan tối ngày 2 tháng 8. Trước khi bà Pelosi đến Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã điều động lực lượng bổ sung đến eo biển Đài Loan và triển khai hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông tới khu vực. Tương tự, quân đội Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện của mình gần hòn đảo, di chuyển nhóm các tàu chiến, tàu sân bay USS Ronald Reagan đến gần Đài Loan. Phần mình, Đài Loan đặt các lực lượng vũ trang vào tình trạng báo động cấp độ 2.